Bạn có biết cách để xác nhận trạm và quy hoạch đất trong tương lai của nhà mình không? Bạn đang ở khu vực nhà bạn nhưng lại không biết đất nhà mình hiện trạng là gì hay quy hoạch trong tương lai của nó là gì? Thì Google sẽ trả lời những thắc mắc trên. Như những video trước, đầu tiên mình vào Google, có chữ soi quy hoạch, chọn vào mục Google. Phần quy hoạch miễn phí, còn về địa điểm đất tranh, từ thủ thì bạn phải đăng ký viết. Trên màn hình hiển thị giao diện như thế này, ấn vào khu vực, chọn khu vực nhà bạn hay bất kể khu vực nào khác. Ví dụ như miếng đất màu tím hồng này, khu vực thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Hiện trạng của nó là đất trồng cây lâu năm, ký hiệu là CLN, chữ màu đen. Và trong quy hoạch năm 2030 thì đất này sẽ được quy hoạch thành đất đô thị, ký hiệu là ODT, chữ màu đỏ nha. Hiện tại trên Google có định giá từng miếng đất, bạn nào muốn tham khảo hay so sánh giá thì có thể lên trên này tham khảo nha. Qua khu vực phía màu đỏ cam này, bạn có thể thấy ký hiệu của nó là CLN trên TMD, nghĩa là hiện trạng đất của nó là trồng cây lâu năm, thì khu này sẽ được quy hoạch thành khu đất thương mại dịch vụ, trở thành khu đô thị đèo Hà Lan. Chính vì thế mà nơi đây sẽ là một điểm cộng rất lớn khi mà bạn muốn mua đất, đầu tư hay xung quanh khu du lịch này. Nói về khu vực này thì là đất rừng sản xuất, khu màu đỏ cam đậm này là CQP, là đất quốc phòng. Bạn nào ở đây không biết những ký hiệu này là gì thì có thể ấn vào bảng màu phía bên dưới rồi gõ ký hiệu đất mà bạn muốn xem. Ngoài quy hoạch 2030 thì ta có thể xem kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và những quy hoạch khác. Nếu bạn muốn xem vào ngay google.vn để có thể kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại những video tiếp theo.